Giày da thủ công chính hãng Timan, nâng tầm đẳng cấp quý ông Việt. Thân giày làm từ da bò nguyên tấm cao cấp, mềm, đanh, bền bỉ. Bao hờ lửa, bao xài 5 năm, càng mang càng đẹp, thách thức với thời gian. Bên trong sử dụng lót giày chính hãng Timan với cấu trúc massage mới, đảm bảo đàn hồi êm ái, khô thoáng, thoải mái suốt cả ngày dài. Từng đường chỉ được may hoàn toàn thủ công tỉ mỉ, đế cao su non nguyên khối, chống trơn, hạn chế mài mòn. Giày đóng thủ công, số lượng có hạn. Ưu đãi lớn duy nhất trong hôm nay, để lại số điện thoại, nhận ngay tư vấn miễn phí. Bảo hành da và chỉ trong 5 năm, bao đổi trong 7 ngày, được xem hàng trước khi nhận. Miễn phí giao hàng tận nhà, để lại số điện thoại đặt hàng ngay.